Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay, sau mục điểm đơn thư, mục kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục bạn hỏi luật sư trả lời và ống kính công dân. Mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình Nhân dân, số 71 phố Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email hộpthunhanzantva@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756 0946 401 661. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, Truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc báo Nhân dân nhận được 4 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 9 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 4 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Khán giả Nguyễn Quốc Đương ở Ninh Bình, Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Thị Vĩnh ở Hưng Yên, Nguyễn Huy Phương ở Gia Lai có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Huỳnh Mộng Quốc Bảo ở Bến Tre, Nguyễn Thị Đáp, Vũ Thị Tị, Đỗ Minh Thảo, Dương Ngọc Anh, Nguyễn Thiệp, Phạm Quang Minh, Vũ Thị Minh Thủy ở Hà Nội, Ngô Thị Minh Khai, Vĩnh Phúc có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Lường Văn Sơn ở Thanh Hóa, Phạm Thị Huyền ở Kon Tum, Nguyễn Thị Bình ở Bình Dương, Nguyễn Tiến Hải ở Thành phố Hồ Chí Minh có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Nhân dân vừa nhận được văn bản trả lời số 109 của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau. Sau khi nhận được văn bản, Báo Nhân dân chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố phản ánh đơn của công dân ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, tố cáo ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy có hành vi sách nhiễu gây khó khăn, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình ở số 45 ngõ 235 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ban Tiếp công dân thành phố báo cáo kết quả xử lý như sau. Nội dung tố cáo của công dân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết tại kết luận số 27 của Ủy ban Nhân dân ngày 8 tháng 3 năm 2021. Do công dân không đồng ý với việc giải quyết nêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Thanh tra thành phố kiểm tra rà soát hồ sơ vụ việc. Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra thành phố, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản số 1945 trả lời công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không có ý kiến gì khác với nội dung đã giải quyết tại kết luận số 27 ngày 8 tháng 3 năm 2021. Kể từ nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không tiếp nhận giải quyết đơn có nội dung nêu trên. Báo Nhân dân vừa nhận được văn bản trả lời số 3734 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Nội dung chính như sau. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của ông Lê Ngọc Hùng, địa chỉ B14, số 181 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Nội dung đơn. Ông Hùng phản ánh Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội, phòng PC03 vi phạm thời hạn giải quyết đối với đơn ông Hùng tố giác ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa có hành vi tham ô thông qua việc kê khai quyết toán khống trong việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Trẹm đến sông Lừ. Sau khi xem xét nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra chuyển đơn nêu trên đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo cáo tiến độ kết quả giải quyết theo đúng quy định tại công văn số 3989 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Thông báo kết quả cho Báo Nhân dân và người có đơn biết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời luật sư Đào Nguyên Thuật, Văn phòng Luật sư Kết nối, cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào MC Diệp Vân, xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Hộp thư truyền hình. Thưa luật sư, khán giả Nguyễn Thị Bình ở Bình Dương hỏi, trong lúc dịch bệnh đang căng thẳng, một số cá nhân, cơ sở kinh doanh đã tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu một cách bất hợp lý để trục lợi. Vậy hành vi tăng giá bán thực phẩm mùa dịch sẽ bị xử lý như thế nào? Xin chào bạn Bình. Câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời như sau. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã đổ xô mua thực phẩm tươi sống cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác dự trữ
làm xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Lợi dụng điều này thì nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh đã nâng giá bán các mặt hàng thiết yếu một cách bất hợp lý, khiến người dân vô cùng bức xúc. Theo Điều 10 của Luật Giá năm 2012, thì hành vi định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý là hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá. Cụ thể như sau: bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ, lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý là những hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá. Nếu cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, lương thực, thực phẩm bất hợp lý, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn là có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại Điều 17 Nghị định số 109 năm 2013 của Chính phủ quy định về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý như sau. Thứ nhất, phạt tiền từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Thứ hai, biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Căn cứ khoảng 5 điều 3 của Nghị định 109, mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ là gấp 2 lần đối với cá nhân. Theo đó, nếu có hành vi tăng giá bán thực phẩm bất hợp lý trong mùa dịch, cá nhân sẽ bị phạt hành chính đến 30 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 60 triệu đồng. Thưa luật sư, khán giả Nguyễn Tiến Hải ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: doanh nghiệp của tôi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 buộc phải dừng hoạt động để bảo đảm an toàn chống dịch. Được biết chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Mong luật sư tư vấn về điều kiện hồ sơ thủ tục để người sử dụng lao động như tôi được vay vốn. Xin cảm ơn luật sư. Xin chào bạn. Tôi xin giải đáp bạn như sau. Đây là trường hợp mà rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước đang gặp phải và mong muốn được vay vốn từ nhà nước. Tôi xin giải đáp như sau. Thứ nhất, về điều kiện vay vốn, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau. Có người lao động làm việc theo hợp đồng, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau. Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ, lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn. Thứ hai, về hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện bao gồm: hồ sơ đề nghị vay vốn gồm có giấy đề nghị vay vốn theo mẫu 12A, 12B, 12C tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23. Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu 13A, 13B, 13C tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh, quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có, giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài, giấy ủy quyền nếu có,
bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh đối với đối tượng quy định tại khoản 2 điều 38 của quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng. Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động quy định tại điểm B khoản 2 điều 38 của quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng. Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động, có trách nhiệm hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng, chính sách xã hội và đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định tại điều 38 của quyết định số 23. Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động làm căn cứ để ngân hàng chính sách xã hội cho vay. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến ngân hàng chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh cá nhân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022. Trong 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, ngân hàng chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn, ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động. Trên đây là phần giải đáp của tôi. Mong rằng công ty của bạn sẽ đáp ứng đủ điều kiện và được vay vốn, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và hoạt động trở lại trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã trả lời những câu hỏi của khán giả truyền hình Nhân dân. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch bệnh gây nên khó khăn cho nhiều tỉnh thành, nhiều số phận, thì đó cũng là lúc tinh thần đùm bọc đoàn kết của hai chữ đồng bào càng được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết ở từng ngõ ngách của vùng dịch. Những hình ảnh sau đây được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua. Bằng các loại phương tiện, nhiều nhóm thiện nguyện cũng như cá nhân đã chủ động đứng ra góp sức mình bằng nhiều hình thức để hỗ trợ, chăm lo cho nhiều hoàn cảnh vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch. Anh Định, anh Cường là hai thành viên của câu lạc bộ xe bán tải đã tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua. Với công năng của những chiếc xe bán tải như thế này, các tình nguyện viên đã hơn một tháng nay di chuyển khắp các ngõ phố, bốc dỡ lên xuống hàng chục tấn hàng mỗi ngày, bắt đầu từ 5-6 giờ sáng và kết thúc vào đêm khuya. Mặc dù đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao, nhưng trên hết vì tinh thần tương thân tương ái, các thành viên đã không quản khó khăn và mệt mỏi để mang những nhu yếu phẩm đến cho bà con trong thành phố. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch. Cùng đoàn kết chung sức, chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cháu, đã có tấm lòng với bà con, đó là một lần.